Ui ôi, được không em? Bệnh hết rồi. Đây, đúng rồi. Đây nữa. Đi vứt nhé. Ừ. Anh hót rồi. Ừ. Ném. Vâng. Cái này anh cùng em đi đào măng không? Lén mua măng rồi đấy. Vâng, mua măng rồi đấy. Ừ, xong rồi mình cùng măng. Ừ. Đi chán lắm. Đi ra nhỉ? Đi nhỉ? Thận nhé. Không biết có mang không nhỉ? Chẳng biết có không. Ui anh ơi, đây thấy một củ này. Ủa? Anh đào đi. Ủa? Anh đào nhé. Ừ, anh tìm chứ. Nè em ơi. Đây này. Ở đây này có một cái. Anh chặt cái đấy hộ anh. Ây da. một củ bé. Ủa? Củ bé đấy thôi anh ạ. Củ này bé quá nhỉ. Chào củ to. Em ơi. Đi đâu gì? Chưa lên mấy nhỉ? Tìm thôi. Anh ơi, ở đây có một củ. Ui, hai củ liền ấy. Vâng. Ui, đây anh cũng thấy củ này. Đây anh đã nhé. Anh đào củ này đó. Củ này cũng to phết em ạ. To không anh? Đây cũng được ấy. To hơn hai củ đông này. Ui, củ này to thế. Ui ôi. Chạm trúng trên rồi. Vẫn được. Thôi cho vào đây tí. Không sao lấy cho em. Để anh đốt vào gùi cho. Anh đốt vào gùi cho em đi. Anh đốt. Củ này to. Anh đốt vào gùi. Đâu, củ của em đâu? Trên này, trên này. Hai củ. Ây da. Cho em đào thử đi. Đây. Có nào được không? Ừ. Này cũng có người tìm nhé em ạ. Vâng. Ôi, cái này có cây gì nữa. Có nào được không? Ừ. Được không em? Được. Được, để anh đào cho. Được, đào được một củ ấy anh. Ừ. Anh ơi, đốt vào gùi em. Chặt chặt cái đầu. Đây này em. Đây này em ơi. Để anh mượn. Ui, củ này mới mọc lên đấy nhỉ. Vừa mới nhú lên. Để anh đào. Chưa biết được. Cũng bằng củ lúc nãy đấy em ạ. Ừ. Em không thấy củ nào. À đây là một có một củ. Thế á? Ui ở đây em lại thấy một củ anh ơi. Ừ. Em đang thì bảo là không thấy củ nào xong phát tự nhiên lại thấy một củ chứ. Đâu? Đây này. Ừ nhỉ. Củ này cũng mới lên đấy. Được mấy củ như này thì được đấy. Toàn củ non thôi. Thích rồi đấy. Ừ. Em biết củ này. Cái này sao nhỉ? Cái này. Nó có một đấy. Cây này chọc vào nó đi. Ui. Đâu, anh lấy về em thử. Không ra được ấy. À đây rồi. Đấy. Mang bé, mang bé. Bé. Đốt của này về. Anh em này. À. đâu thấy cũng có nào nữa nhỉ? Ui anh nghe kìa. Ui nhỉ. To cao thật đấy. Ở đây có một củ nữa này. Đâu? Đấy. À. Củ thấp. Đây anh đào củ này đi. Ừ. Củ này chắc cũng có ấy. Cũng không to lắm. Đây. Không to lắm. Này anh, cứ là vừa em. Đất mềm còn không. Đất mềm này. Ơ, đây một củ nữa này. Lại có một củ á? Ừ. Ơ nhở, thích thế. Hơi bé nhưng mà cũng được. Đất mềm. Có khi lại có thêm củ nữa. Anh thử đạo. Ui anh ơi, ừ. Một củ to cao này. Ui giời. Còn một củ nữa kìa, hai củ liền. Ừ. Ui. To thế. Củ này lấy được không? Được đấy. Nó phát ra. Anh ơi, đây một củ nữa này, to thế. Anh ơi, ở đây có một củ to thật đấy, cao ừ. Rồi. Toàn củ to thôi. Ui, có một củ thấp to nữa này. Ừ. Ui, không sướng thế. Thế nhỉ? Anh đào đi. Để anh đào củ này đó. Lên củ pháp xem trong này còn củ nào. To đấy. Cái này toàn củ to. Cái này toàn củ to anh nhỉ? Này em ơi. Để anh đào cục kia. Này to quá. To đấy. Ui giời. Rồi, củ này không lấy nữa em nhỉ? Cao này. Củ cao đấy không lấy nữa. Dài quá nhỉ? Chặt bớt. Củ này ngon đấy nhỉ? Chặt ngon đấy. Ngọt thế. Để anh vui cho. Để anh vui cho. Anh vui á? Ừ. Nặng này để anh vui. Và đoạn kia tìm nó không. Không có nhỉ? Không có luôn đấy. Đi về đi. Về á? À, về đi. Không có rồi nhỉ, về thôi nhỉ? Ừ. Nặng không ấy? Không bình thường. Đi đường đấy. Mình chưa cao tiếp nhỉ? Ừ, cao quá. Mình hơi muộn. Rồi đó. Em bắn băng à? Vâng. Để đây mấy chị lấy không? Mạnh lấy cây luôn á. Đi mua nhiều không? Cô mấy chị em lấy mà. Kia mẹ ném xuống ngay xuống lưng của ta. Để chị xem. Mang to nhỉ? Vâng. Đẹp nhỉ? Cái này lấy đi làm cuốn ăn ngon đấy. Có hai củ to thôi, còn lại lấy củ nào đấy? Chị mày lấy hai củ. Hai củ to này. Chị lấy hai củ to này. Mang ngọt đấy anh ạ. To chị ạ. À không có túi to chị cầm mà được rồi. Thì chị giả tiền em. Cái 20.000 được, 3.000. Của chị phải 4.000 là em cảm ơn. Bác có lấy không? Để chị hỏi xem bác có lấy không? Còn có mấy củ này nữa. Đấy bọn cháu ơi. Đấy đi về tối làm cuốn ăn. Vâng. Này cháu lấy 20.000 thôi ạ. Cháu lấy 20.000 thôi ạ. Cái này mình để về ăn. Cái này để về ăn. Vâng. Cháu cảm ơn. Rồi em ngồi chắc. Nó có gì vậy? Em cảm ơn ạ. Lấy đéo ra rồi. Mông đen hết rồi. Chị ơi! Chị ơi! Oh. À. Rơi cả túi, đứt dây rồi. Ở đây nhiều lắm anh ơi. Rơi dây, đứt dây này. Đứt dây. À. Mình đi theo rồi xem. Bẩn hết rồi. Đã biết làm sao tìm được chị ấy để mà trả cho chị ấy đi. Đấy, thật đấy nhỉ? Không thấy quay lại chứ. Chắc còn không biết đấy, cứ đi thôi. Chắc nghe thấy tưởng mình trêu ấy. Đây nữa. Đứt dây rồi. Đứt dây. Đi. Đi xem tìm được chị ấy không? Không biết chị ấy đến đâu rồi chứ. Đi đi xem. Anh thử hỏi xem hả? Hỏi chị chưa xem. Chị ơi. Hả? Anh hiểu em. Chị có thấy chị đi xe máy đi qua vào trong này không? Xe màu gì thế? Xe màu trắng. Xe màu trắng. À, thế nãy có một chị đi vào trong kia rồi. Ừ. Thấy đi vào trong kia rồi. À, thế có chuyện gì lại tìm chị đấy? À, chị ấy làm rơi cái túi này. À, cả có tiền cả tiền ở trong này nữa. Thế bọn em nhặt được. Vâng vâng, em cảm ơn đấy chị. Em cảm ơn chị nhé. Để hai em cứ đi vào đi. Lúc nãy thấy vào trong kia rồi. Thế đi. Đi nhanh một tí anh. Chị đến đâu rồi chứ? Đây này. Phải này á. Chị ơi. Đấy có phải túi của chị không? Ơ, túi của chị mà. Chị đấy. Đang về tỉnh. Đấy, em thấy rơi ấy, rơi cả tiền nhiều. Đấy, thấy chị rơi đấy, bọn em nhặt nhưng mà gọi mãi không thấy chị thưa, không thấy quay lại. Quay lại luôn đấy. Đấy chị xem kiểm tra xem tiền có mất gì. Có mất gì không chị? Không, không mất gì đâu. Vâng. Có mất gì không chị? Không, không mất gì đâu. Chị cảm ơn hai em. Vâng. Dạ, dạ có cái gì cho một ít. Thôi thôi thôi, bọn em không lấy đâu. Không lấy đâu chị. Thôi thôi, bọn em không lấy đâu, chị cứ cất vào đi, cứ cất vào đi. Chị cất vào đi, có gì đâu chị. Cảm ơn nhé. Vâng. Thế nhá, chị đi nhé. Này quá. Nếu mà chị ấy không quay lại thì chả biết tìm ở đâu. Anh ơi. Để tạm lên mai làm cái này. Anh lên nghỉ ngơi đi.